Các bạn hãy để chế độ 1,25 để nghe hay hơn nhé. Vợ cũ Liên Đại Sư Đồng Sinh, tờ 37, chấp tỷ 261. Hai người còn từ sự coi hắn lợi hại à, đúng là nực. Người thích ức hiếp nữ nhân à, ta không quản. Nhưng mà Lý Vân Tiêu từng đến bài ta, người nói đến hắn tới miệng đầy phần, có phải là ta trước mặt người còn chưa đủ tư cách đàn phần hay không? Ai, ai đến ta, để ta xem, ai có gan lớn như thế. Ủa, là La Thanh Vân. La Thanh Vân, cái tên chết này mình đã nghe thấy nhiều nhất, là anh trai tề tuổi mà hàng đầu của Thiên Vũ Đại Lục. Anh ta thực sự là thu Lý Vân Tiêu sao? Cô nói thêm một câu ngu xuân nữa thì ta sẽ giết chết người không chờ hồi nữa. Hóa ra chuyện Lý Thịnh dần tù lùa Lý Vân Tiêu là thật à? Nhìn kìa, báo điện kia có biến động. Cậu kia là cửa. Ui ha, cánh cửa của đại điện cuối cùng đã mở ra rồi. Mọi người đừng có vui mừng quá sớm. Cái cánh cửa này có chút kỳ dị. Kỳ dị thì có sao chứ, đây là kho bảo bối của Tu Di Sơn đấy. Kẻ nào lại không muốn mạo hiểm thì để đi tiếp đi. Từ lúc nào mình lại có la chắn tới đây? Đó ghét, đó gần ở trong tay rồi mà. Khoan đã, mấy người gì xem đi, bên trong có dáng người. Quý, là ai? Lý Vân Tiếu. Ủa, đây là đâu? Kỳ địch, sao hắn ta lại vào được vậy? Sao hắn ta lại là hắn ta chứ? Lý nào đi chính là một phần kế hoạch của người ư? Ai có thể nói cho ta biết là vào trong điện kiếm gì không? Sao Lý Vân Tiêu lại xuất hiện ở trong đó? Mau mở cửa ra, nếu không ra còn bi cảnh thì ngươi đường hồng sống sót. À Lý Vân Tiêu, mau mở cấm chế của bảo điện ra đi, để cho bọn ta vào trong. À mọi người bình tĩnh nghe ta nói đã. Hóa ra nơi này chính là Tu Di Thần Điện đánh dấu ở trên bản đồ à. Vừa nãy ta đã nghe nói có người muốn đánh ta tới mức mà ăn phần, còn muốn nếm thử tư vị của Linh Nhi tiểu thư. Không biết là vị anh hùng nào đại ca nào đây, mời đứng ra đây. Chính là gia ta đây, ngươi muốn làm gì? Đinh Linh Nhi là có một mình ta, ngươi muốn cướp với ta đúng là tìm chết. À hóa ra vị anh hùng đại ca này à. Chờ vậy à, cánh cửa này của thần công này quả thực là ta bị cách mở. Nhưng mà nếu như mà ta mở cánh cửa này ra thì vị đại ca này đánh ta tới mức mà ăn phần mất thôi. Vậy thì ta không dám mở cửa đâu. Hả? À không cần sợ mà, chỉ cần ngươi mở cánh cửa này ra, bọn ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi an toàn, ai cũng không dám động tới người đâu. Ai à, lời của chú vị đương nhiên là ta tin rồi, nhưng mà vẫn không có bao nhiêu cảm giác an toàn cả. Nhưng mà nếu như vị nào đó muốn giúp ta nổ tung đúng quần của vị đại ca này thì ta rất vui vẻ giúp mọi người mở cửa à nha. Tiện thở bóng cho chút phân gì đó. Cái người ai dám động vào ta, ta chính là thiếu chủ của Tứ Cực Môn. Giết ta thì cái người không sợ tôi muốn bị giật hay sao? À Lý Vân Tiêu à, chuyện ngươi và người này là chuyện từ, đừng hòng kéo mọi người làm tay chân của người. Mau mở cánh cửa này đó bọn ta vào trong, đây mới là chính sự của bọn ta. À đúng thế, không sai, mau mở cánh cửa này ra, đây là chính sự. Ân oán tư thù giữa các người thì liên quan quá gì tới bọn ta? À được rồi, vậy thì mọi người cứ ở bên ngoài đợi Tu Di Sơn kết thúc đi. Ta tự đi vào một mình tìm bảo bối. À đừng đi, bọn ta đánh hắn còn không được thì sao chứ, chỉ còn ngươi mở cửa tầng cùng ra thì thế nào cũng được. Ây dạ khốn kiếp. Ây dô, ngu ngốc, ta có chiến giáp lục giai hộ thể, cái người có thể làm gì được ta chứ. Mọi người không cần phải kiêng kỵ đâu, cùng nhau ra tay. Này thì chiến giáp hay. Đã xong. Ây da, vị đại ca nào mà ra tay ác thế, đấng quân cũng sắp nổ tung luôn rồi. Ây da, còn không phải là do ngươi yêu cầu hay sao chứ? Ui, thật là đáng thương, thật là đáng thương. Được rồi, yêu cầu của người đã xong rồi, mau mở cửa ra. Thông đạo của thần cung này chắc chính là ngục đài mà mình đã đi qua. Mà lúc đấy thì mặc dù mình có thể mở ra cánh cửa ánh sáng này, nhưng mà phía sau lại có cấm chế, không thể nào đi được. Chứng tỏ là cánh cửa thần cung thật sự. Nhưng mọi chốt, yếu tố thèn chốt mở ra cánh cửa thần cung này chắc là những văn tự mà lúc trước mình đã nhìn thấy bên ngoài Ngọc Hà.
Mô nhìn kìa, màn chân đó tản ra rồi. Đi rồi, trong vào trong có y áp mạnh lắm. Đi. Lý Dân Tiêu, bình tĩnh. Hóa ra đấy mới là cửa. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Có ai biết trận pháp y không? Mau tới nghiên cứu chút đi. Nghiên cứu cái rắm gì chứ? Không phải chỉ là một cánh cửa đá từ sau. Đập vỡ là được. Lần quay. Đúng là mất mặt. Vốn nên mời chuyên gia phá trận pháp xem có ai tin không trận pháp hay không. Lý Trần Tiêu, Vân Thiếu có bị thương chưa? Không sao không sao, vẫn ổn lắm. Dưới đại trận này đột nhiên lại khắc lên một hình chân long. Hơn nữa sau ký tức của chân long này là cái chút quen thuộc tên gì? Hình như là mình đã cảm nhận được sự triều hồi trong huyết mạch của mình. Thượng cổ chân long chính là sự tồn tại của thập thập phương thần cảnh. Sao có thể bị người ta tu luyện thành trận nhãn ngưng khắc trên trận pháp? Nếu như thực sự là như thế, vậy thì chủ nhân của bảo điện này lại là sự tồn tại khó mà tưởng tượng được như thế nào chứ? À, cái đó để ta thử xem. Trận pháp này ta chưa từng nhìn thấy, chỉ có thể phá giải thử thôi. Là Tự Phong, vậy mà lại là người của Từ gia. Bây giờ lại có thể phá giải được trận pháp rồi. Từ Phong này là ai vậy? Người sao lại tin tưởng hắn như thế? Từ gia ở Bắc Vực mà người không biết hay sao? Người ta chính là thần tế giả với trận pháp đấy. Gia chủ còn là đệ tử của Võ Đế Đàng Quang. Cái gì? Đệ tử của Vương Tọa Võ Đế Đàng Quang? Lai lịch đúng là lớn mà. Nếu như là Đàng Quang đã tới rồi thì tốt. Xem hậu bối có biết pháp gì hữu dụng không? Nửa canh giờ sau, rốt cuộc là có phá được hay không vậy? Ngồi yên tĩnh một chút đi. Không thấy Tử công tử đang nghĩ cách đi sao? Nghĩ cách thì cũng còn có thời hạn chứ. Ta thấy là hắn đang ở đấy hơn nửa canh giờ rồi đấy. Rắm cũng không thá được. À đâu cũng đúng, cũng không thể đứng như thế này mãi. Hai tháng đến một hai tháng gì đấy, cuối cùng thì cũng phải tống ra ngoài à. Trận pháp và chó má gì chứ. Một trận pháp tùy tiện cũng bị làm khó, đúng là mất mặt. Cốt, con phản ứng kìa. Đừng có chen vào trong. Sắp mở ra rồi, tao phải vào trước. Hả? Mở ra rồi sao? Đi. Đi. Uy áp mạnh quá. Mình có thể cảm nhận được huyết mạch chi lực của mình bắt đầu tinh huyết khi viễn cổ này triệu hoán. Lộ mùi này vậy mà lại có thể làm huyết mạch chi lực tinh khiết hơn. Không đúng, đây không phải là lòng khí tinh khiết nhất. Thượng cổ trần lộng sao có thể bị ngưng khắc thành trần nhãn? Đây chắc chắn là hậu trực vì cái trần lộng. Mà lòng khí tinh huyết nhưng lại không thể nào so sánh được với trần lộng thực thụ. Tên cánh này đúng là quá khủng khiếp. Vậy bây giờ phải làm sao? Tiền đại đa là gì của người? Tiền đại đa là một tên phế vật ở trong Kim Tiền Thương Hội mà thôi. Cũng đáng để ngươi đỡ bụng sao? Ồ. Nào, hai người cầm tay của ta đi thôi. Dân Tiêu có cách đi vào sao? Chuyện gì thế này? Sao hắn lại chống lại được lòng khí đó? Ta không tin. Hắn có thể làm được mà ta lại không thể. Dưới chân lồng khí vạn linh thần phục. Lý Dân Tiêu đó sao lại làm được? Không lẽ là tự mình vào mà còn kéo thêm hai người vào nữa? Thì ra là Á Tình huynh của thần huyết cũng. Chắc hẳn là huynh cũng có cách phá giải nhỉ? Lý Dân Tiêu vậy mà lại có thể điềm nhiên vô sự đi vào. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là đây không phải là lồng khí thực sự, tức là khí tức của hậu đời trực huệ cái chân lùng phát ra mà thôi. Nên như muốn pha giải, hoặc là có vật khắc chế, hoặc là chỉ có thể cưỡng chế đi vào. Cưỡng chế vào? Ai vì
Nếu như mà từ ảnh thành tất kiếm của hai vị có thể hợp thành một thì chắc là có thể phá giải long khí huyết này nhỉ? Tứ thành trùng kiếm đồ đây, nếu như có thể hợp vào thì vậy chính là huyền khí cổ giai rồi. Phá giải á lầu chi khí này thì chắc là giống như trở bàn tay. Song kiếp hợp nhất thì tầm ý của hai người họ phải ôm vào là một mới được. Kẻ tu vi rất rồi này kẻ hơn ta tới mấy tầng tu vi, công pháp tu luyện cũng hoàn toàn không giống, sao có thể hợp thành với hắn được chứ? À, người tự ta muốn hợp nhất với người sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Nếu như mà hai vị có tầm thì chuyện gì cũng không khó. Ta có tâm thần mình hợp nhất chi hợp minh chi thuật thì có thể học được cấp tốc trong thời gian ngắn. Nhưng mà hai vị chuyên tâm tu luyện một chút thì chỉ còn nửa canh giờ là có thể tâm thần hợp nhất đơn giản rồi. Chịu hóa tự ảnh thành tá kiểm tra nghiên cứu á lồng chi khí này là được. Ờ, tu vi thần cung nơi trọng bảo ở trong truyền thuyết ở ngay trước mặt chúng ta, nhưng lại không vào được, ai mà chịu được chứ? Tức hơn nữa là đã có người vào được rồi, sao có phải là cái tên thiên sát Lý Vân Tiêu kỳ chứ? Ôi, chắc chắn là phải chém chết cái tên tôn tử kia thành trăm nghìn mảnh, lột da hắn thì mới có thể tiêu tàn thù hận của ta. Quỳ hai người các người cũng luyện hay không luyện đây? Ở lùng tuy đã biến mất rồi. Vân Thiếu à, đây là máu gì thế? Vậy mà lại có thể chống lại được lòng ủy. Đây là máu trên người của Thành Vân, chính là huyết mạch Trần Lộng bị ta tinh luyện ra, không ngờ là vừa hay lại được dùng tới. Đây làm gì có bảo bối, hoàn toàn là một bảo điện trống không mà. Trận chiến trên đảo Quỳnh Hòa thì mình chỉ biết là Thành Vân thua rồi, nhưng mà không ngờ đến cả máu cũng bị Lý Vân Tiêu rút. Thực lực lại khiến cho người ta quá mức là kinh ngạc rồi. À, Vân Tiêu, nhìn cái đó trụ đó đi. Con ác lòng đó dò người quá rồi, cảm giác rất là kìm nén. Lý Vân Tiêu, chuyện gì thế này? Sao lại như tượng vậy? Con rồng này. Lý Vân Tiêu, người sao vậy? Chúng ta mau rời khỏi đại điện này trước rồi nói sau. Phòng ấn nhân loại, đến rồi thì đừng có hòng trở về, ở lại đi với ta. Tường đá đang nói chuyện ư? Giọng núi này quá nhiên là người đã lâu không gặp. Yêu lòng, người là sao có thể như thế được? Cái ánh mắt chết tiệt này, chứ dù người có hóa thành trò thì ta cũng nhận ra. Không ngờ lại để cho ta gặp được ngươi ở đây. Đây là trời cao bà ơn cho ta, để cho ngươi đưa tới cho ta tra tấn. Ta vốn là lòng linh tổ hộ tu di thần điện, trầm năm trước vất vả lắm thì mới chạy thoát được. May mắn lại vượt qua số hư không, mới hàng lâm thiên vũ đại lục. Không ngờ lại để cho ta gặp được người, lại đem ta luyện chế thành kiếm linh của người. May mắn trận thiên đảng sườn kiếm thể của người đã sụp đổ, lúc này ta mới trốn thoát được. Vì khôi phục thực lực, không thể không trở lại cái nơi quỷ quái này. Không ngờ chiến dịch thiên đảng sườn, ngươi lại không chết mà lại là phụ thể đột xá. không phải đột xá, chẳng lẽ là linh hồn trùng hợp ư? Ngươi đúng là vẫn cất chó mà. Dưới tầng bì, với thực lực hiện tại căn bản không thể chống lại yêu lòng này, chỉ có thể trốn vào dưới tầng bì, nghĩ cách kéo dài yêu lòng vào trong giới tầng mì thì mới nắm chắc được thắng lợi. Cách xa vàng dặm, giới tầng mì hấp thu linh khí. Thế cũng được à? Nếu như ngươi chết rồi thì thiên cổ kỳ nhục này ta tìm ai đi báo đi? Ngươi thì sao? Cổ phi dù đi. Khó trách Lý Vân Tiêu lại có tới hoàng không quật khởi, hòa ra hắn vậy mà lại là cổ phi dương chuyển thế trọng sinh. Người vẫn luôn bên cạnh mình dần dần khiến cho mình sinh ra ái cảm. Không ngờ lại là tuy thế võ đế cổ phi dương trong truyền thuyết, mà bây giờ thân phận của hắn là bị mình biết về sau. Tuy đã nhân vật như thế, con có thể ở chung một chỗ với mình sau đi. Tiên sinh xa này không phải là thứ cần thiết, chỉ cần luyện thực sự, không có cách nào để dung hợp vật liệu thì mới còn vật hòa hoãn này. Vậy con phải dung hợp thành công như thế nào?
đem thiên tinh sa làm tạp chất, áp dụng rèn luyện tinh trừ đi là được rồi. Lý Dần Tiều không hú, không được hồ nháo. Trần Tư Thí này dừng lại đi. Đi lên nơi nào? Con núi Tâm Địa Giang Sáu. Nhưng Lý Dần Tiều là học sinh của mình, hóa thần hải, hắn liền chế sinh ra siêu phẩm huyền binh kiếm trảm tinh thần, tấn thân làm đế cấp liền thực sự đại lục đệ tử nhất, và được mời làm trưởng lão danh dự của tiên tống bộ liền thực sự. Hồng Nguyệt Thành hắn vậy mà lại là mỹ nhân của một kiếm khinh tịnh, khiến cho một trong tam đại thế lục siêu cấp thế lực gạch tên ra khỏi đại lục. Đông Hải hắn là vì bọn hậu di chích 8.000 dặm hải vực, bị hải tộc chi vương hai lần phong sát. Thánh vực hắn áp lực quần hùng tranh đoạt thiên địa phong vần bản, và được phong hào là phá quần võ đế. Hàng huyết phòng hắn đập mây mà tới, một chiêu dễ dàng đánh bại được thập đại võ đế. Mà bây giờ người biết người trong lòng mình là ai rồi chưa? Dần Tiều, người không sao rồi chưa? Nếu như là lâu sự đến ôm ta một cái, ta nghĩ sẽ không sao. Tức là nam nhân bỏ ta lên đến chủ động một chút. Cổ Phi Dương đại nhân, khi nào Vân Thường sẽ gặp lại ngài? Cổ Phi Dương đại nhân, ngài đang ở đâu? Nếu như người nằm ở trong trận pháp kia là mình thì tốt biết bao. Dự như Tuyết Nha Đầu và Mộng Vũ thì người rốt cuộc là thích ai? Sẽ không phải muốn cả hai đi chứ? Hóa ra vẫn luôn bên cạnh mình, vậy mà chính là Cổ Phi Dương đại nhân. Cổ Phi Dương đại nhân, thì ra ngài chính là Cổ Phi Dương đại nhân. Vân Thường cuối cùng cũng tìm được ai rồi hả? Hóa ra sau khi ngươi trọng sinh có ấn dấu thân phận à? Ta phải suy nghĩ thật kỹ xem xử lý ngươi như thế nào để giải hận thù đây. Tình hình phức tạp rồi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là còn nhiều lòng trước mắt. Dù sao thì thực lực của nó mình hiểu quá rõ. Lúc trước là Cổ Phi Dương tự nghĩ ra ba thức kiếm quyết, phân biệt là Trảm Yêu, Tinh Diệt và Thần Quang. Mỗi một kiếm đều đại diện cho kiếm ý vô thượng, phát huy hết sức mạnh tối đa của ba thức kiếm quyết này. Thì Cổ Phi Dương lần lượt chế tạo ra ba thành kiếm, cũng đã được đặt tên theo ba thức kiếm quyết này. Trong đó Trảm Yêu kiếm bên trong nhốt một á lộng chi hồn, bị Cổ Phi Dương thi mật pháp luyện chế thành kim linh, thành tựu thành kiếm mạnh nhất. Về sau thì Cổ Phi Dương ở hóa thần hải tranh tài thuật liền và cùng với yêu tộc đại năng chi sĩ. Ngay tại lúc đó thì khó phần cao thấp, hắn đột nhiên lại có linh cảm, đem ba thanh kiếm hợp lại làm một, rốt cuộc là sáng tạo ra huyền khí chấm linh tiêu siêu việt cầu phẩm. Động thủ đi Cổ Phi Dương, lần nhận không giống ngươi chút nào đâu. Yêu long này được vợ đế định phòng rèn luyện giữa kiếm quyết trong thời gian dài, võ ý linh ngộ đã sớm không thể vần cầu thấp với mình. Tuy rằng lúc đó chỉ là hồn thở, thực lực không ngờ xíu, nhưng mà hiện tại mình chống lại nó vẫn là khoanh tay chịu thua. Chỉ có thể dùng đồng thuật thử xem. Đồng thuật nghiệt khuyết à? Là đồng thuật mà người rất kiêu ngạo đi sao? Cố Phi Dù, bây giờ tu vi của người chỉ có tu vi ngũ cảnh hành, hồn lực thì cũng đã suy yếu tới cái lộ trình độ này. Năm đó đồng thuật của người lại có thể trực tiếp thay trời đổi đất xuyên qua hư không, nhưng mà bây giờ lại thành đồ chơi trẻ con. Cười chết ta mất rồi, ta đã không thấy nó bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ. Không ngờ người cũng có ngày hôm nay. Bây giờ người kém cũi như vậy cũng khiến cho ta xuống tay có chút khó khăn. Cũng không thể không cẩn thận một chút mà giết chết ngươi được. Trước mắt thì cái loại trên lệch này không khác gì là một nam tử trưởng thành vì một em bé mới ra đời khó có thể vượt qua. Không có cách nào rồi, chỉ có thể sử dụng chiều đó thôi. Do vậy đáng thường người chẳng qua chỉ là hồn thể, đừng có phù trường trước mặt ta. Năm đó ta có thể chế ngự người thì bây giờ cũng có thể. Người không thắc mắc hay sao? Vì sao ta có thể truyền qua được trong pháp kia vào trong đại điện đây? Lồng huyết, lồng chi huyết mạch. Chẳng lẽ trong cơ thể có của người lại có lồng huyết huyết mạch? Có thể ta bình thường, nhưng mà ta có một lượng lớn lồng huyết ở trong tay, rất hữu ích cho người. Ta muốn giao dịch với người, điều kiện là chờ sau khi ta hồi phục thực lực, ta sẽ giúp người luyện chế một thân thể siêu việt cầu phẩm. Điều kiện này quá hấp dẫn.
ta đã lấy hình thái xong linh hồn sống sót qua mấy nghìn năm. Nếu như không có thần thể thì không qua được bào lầu cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng nếu như cái tên hồn đảng này khôi phục lại thực lực thì sao mình có thể là đối thủ? Não trái suy nghĩ. Điền lục đó dựa vào cái gì để cho hắn thực hiện lời hứa? Não phải suy nghĩ. Điền lục đó dựa vào cái gì để hắn thực hiện lời hứa? Ngươi đang lo lắng cho sự chính trực của ta. Ngươi và ta đã từng ở bên nhau thời gian dài như vậy, đương nhiên nên biết ta tự trích đây này là một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Sao lại lừa ngươi chứ? Kỳ thật thì ta vẫn cảm thấy khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ. Sao ngươi lại có thù hận lớn tới như vậy chứ? Vui vẻ cái em gái người ấy, điều kiện là gì? Nghe tín hiệu của ta và chạy về phía cửa, lần nữa trở thành kiếm linh của ta. Chờ ta có vụ lệ thực lực như trước kia thì lập tức thả ngươi ra ngoài, giúp cho ngươi liên chế thân thể. Nào ní, lại còn chú ý đến chú ý linh ta. Chết đi. Chạy. Muốn đi long tộc tôn nghiêm chí cao vô thượng, người lại dám khiêu khích thì phải chết. Chỉ còn kéo thời gian chạy tới dưới thần bị, ít nhất thì cũng thở trốn vào trong đó. Với trạng thái suy sụp hiện tại của yêu lòng thì không thể nào phá vỡ được dưới thần bị. Nằm xuống. Đây là cái gì thế? Ôi trời lâu tử. Hôm nay nhớ có một việc lớn. Xây một cái ống khói 70 mét nhỉ? Đúng là không tồi. Lấy thêm một điểm là xong, mà kết quả nghiệm thu sống chết thì không có kết toán. Lấy được bản vẽ ra rồi người ta bảo là lập diễn. Chất lượng không được thì sao? Đúng là ngõ tàu. Chết hết đi cho ta. Quỳ chạy đi. Đó không phải là Lý Vân Tiêu sao? Hắn ra từ lúc nào thế? Quỳ đừng có chạy chứ, hắn vừa mới bị trọng thương. Chúng ta cùng dòng bảo vệ sâu xé lông hồn hắn. Là thành phần không chạy còn đỡ cái gì nữa. Đừng có quản hắn nữa. Không phải là hắn thấy bản thân mình mạnh lắm hay sao? Để cho hắn chạy con ác lòng kia là được rồi. Rồng là rồng chân chính. Giá trị của lông hồn này đối với mình mà nói, Mình phải mau chạy đi. Đủ cái gì thế? Ác lòng cũng không phải là thứ mà ta bây giờ có thể chặn được. Quỷ nhanh quá. So với tốc độ thì ta cũng không thua kém giọt. Còn so đo nữa hả? Chuyện gì thế này? Quái vật gì thế? Vãi thành luồng chiến hãm. Là Lý Dân Tiếu. Còn không mau mở phòng ngự để trao phúng chúng ta chứ? Lý Dân Tiếu, mau dừng lại để bọn ta với. Mọi người cùng nhau trị thối thì có một mạng người cũng sẽ không bố ý tù tháp mà. Không chỉ là xây bẫy tù tháp từ đầu, hơn nữa tất cả bọn ta đều đứng ở một ấn tình to lớn. Sau này Viêm Vũ Thành người khai tông lập phái thì độc lập khối ù địa quốc, bọn ta sẽ ra sức ủng hộ. Lý Dân Tiếu nếu như có yêu cầu gì thì kiếm tiền thường hội ta sẽ tận lực tương trợ. Có tài lực, nhân lực của thương hội thì cho dù xây dựng Viêm Vũ Thành siêu cấp thì cũng không phải là không được. Ở Vân Tiêu đại nhân, ta biết ngài thích Linh Nhi tỷ tỷ. Mặc dù ta và Linh Nhi tỷ tỷ có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng mà cũng chúng ta lớn lên cùng nhau là tỷ muội thâm tình. Huống hồ gì dàn sắc của ta cũng không kém gì với Linh Nhi tỷ tỷ. Ngài không muốn Thương Minh Sông Kiều chúng ta cũng hậu hạ ngày sau. Đừng có mà có tiền nhân kia. Mấy người nói như thế thì ta đúng là khó tin rồi. Ai cũng có điều kiện dồi dào như thế. Nếu như vừa rồi mà lên thì các người lật mặt thì ta phải biết làm sao. Ta mới là võ vườn cảnh thôi. Sao các có phải là đối thủ của các người chứ? Ở Vườn Tiêu đại nhân, xin cứ yên tâm đi, một lời của tiền vô địch ta đây đáng giá ngàn vàng. Ý là nhìn ta từ nhỏ đã là người giữ chữ tín gương mẫu ở trong Thương Minh rồi. Đừng nói là ngài là võ vườn, cho dù là võ quân. Trước khi tiến vào tu di sơn, tu vi của hắn không phải là võ quân hay sao? Chuyện gì thế này? Đúng thế,
Lúc trước kinh sợ quá không chú ý tới chuyện hắn tiến dài lên võ vương từ lúc nào luôn. Nhưng mà thân phận thật của hắn không cần e dè như thế, cứ coi như là Lý Vân Tiêu là được rồi. Nếu như không phải bộ dạng này của hai người, ta rất không quen. À vâng, cổ phi à, Lý Vân Tiêu đại nhân. À Vân Tiêu đại nhân à, ước định trước kia của chúng ta ngài. Vân Tiêu đại nhân à, vân thượng à, gọi khó quá cho ngài. Ta đã không còn là cổ phi dường của ngày trước nữa rồi, bây giờ chỉ là thành chủ của Viêm Vũ Thành Lý Vân Tiêu. Hai người đều là người quan trọng nhất của ta. Không còn phải như thế, nếu không ta thực sự không biết nên làm thế nào mới ổn đây. À còn nữa, chuyện này là Thiên Vũ Đại Lục, chỉ có hai người biết thôi, nhớ phải thì ta giữ bí mật. À vâng. Vân Tiêu đại, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi vừa nói, cùng làm chứng cho nhau đi. Nếu như thiếu một chuyện thì ta sẽ tự đến đội tân cửa đổi lại. À không dám không dám, để rồi lên hết đi. À, đã nghĩ an toàn rồi, an toàn rồi. Đất tạo Vân Thiếu đã ra tay tương trợ. Đất tạo Vân Thiếu à, ta đã chết rồi, đừng có ai chạm vào ta. Lượng đang dự cuối cùng này tích góp chút giá tài rồi à, mệt chết ta rồi. Lúc chị khát chết đi được. À đi lên à, cho ta chút nước. Thi tiểu thư mời chăm rái dùng. Người còn dám nhận thật hả cô tỷ nhân này? À ta biết nghĩ á đàn bà điên này. Là á bạn đàn bà điên này, nhà ngươi có vấn đề mà. Bây giờ có con ác chủ bài lớn nhất, cho dù là đồ phó với cái đám người này hay là yêu lùng, thì cũng lắm là ném giấy thần bì ra trốn vào trong thì cũng không ai dám làm gì rồi. Lần nghe mùi mùi, vừa nãy mùi nói nhàn sắc của mùi không kém gì với đề lệ nhì. Muốn cùng nhau hồ hài ta, chim bằng thì chúng ta vào trong tận hướng phóng tịnh. Không giết người đã là ân đức lắm rồi. Cái bộ dạng bằng tiện của người cũng chỉ có tiền nhận đi lên nhì cái thích tùy. Người tâm mắt của thị tiêu thừa đúng là cao. Dân tiêu thành chủ mặc dù chỉ là võ, tu vi võ vườn, nhan sắc bình thường, nhưng mà dù sao cũng là trẻ tuổi có tài mà. Bình thường ngồi xuống xe đi. Vì phụ tương lai của ta phải có tiêu vi tiêu thế, nhất định là phải đứng ở trên bản thiên địa phong vân. Ui tầm mắt của thị tiểu thư cao quá, có thể lên được bản thiên địa phong vân đều là lão già mấy trăm tuổi rồi. Không biết thị tiểu thư muốn gả cho người mấy trăm tuổi đây. Lời này của Yến Phong Huỳnh không đúng rồi, mấy vị phong hiệu võ đế hình như đa phần đều là trong vòng 100 tuổi thôi à. Phong hiệu võ đế à, thị tiểu thư đây là muốn gả cho phong hiệu võ đế cái này hả? Hình như dung mạo vẫn chưa đúng đâu. Người đây là muốn đánh nhau sâu. Năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Khúc Hồng Nhan ái mộ phá quần hòa đế cổ phi dù, vậy mà vẫn là hòa rời ti ý nước chỉ vô tình. Trên đại lục trời này đều là nghe nhầm đồn sai. Khúc Hồng Nhan kia rốt cuộc là đẹp như thế nào? Có ai trong các người đã nhìn thấy chùa? Nói cho cùng thì sở dĩ cổ phi dường không còn cô ta cũng không phải là vì cô ta không đủ đẹp hay sao? Nhan sắc của Cúc công chủ hơn ngươi vạn phần. Nếu như Khúc công chủ là hòa súng nở rộ thì tướng mạo đầy của người công lắm chỉ là một chút phần ở dưới hòa súng mà thôi. Ngươi là cái thái gì? Còn kiến võ vương nhất tịnh cũng dám lắm miệng này. Lúc nguy hiểm như thế này mà con đấu đá nhậu, hiệu lồng kia sắp đuổi tới nơi rồi kìa. Hồi Vân Tiêu thành chủ à, có thể nhanh thêm một chút hay sao? Đã là nhanh nhất rồi, ta đón trận này chắc chắn là phải đánh rồi. Chứ vì à, mau điều chỉnh khi tất đi hồi phục thế lực đi. Đợi lát nữa đấu một trận sinh tử, con có thể có chút hy vọng thắng. À, phải đấu với con quái vật kia. Không phải người biết trận pháp trối của yêu thú kia hay sao? Mau dùng một lần đi. Trận pháp kia chỉ có thời miên cổ hàng chở yêu thú bật bát dài một lúc, sao có thể trối được cổ dài chứ? Chư vị không còn lo lắng quá. Lông yêu này mặc dù là cổ dài, nhưng thế nào cũng chỉ là linh hồn tồn tại. Sự dư dọng lớn nhất của yêu thú và cơ thể thiền dị thần thông, cả hai thứ này thì yêu lông đều không có. Mọi người liên thủ đánh với nó thì phần thắng là vô cùng lớn. Chỉ sợ là có người dự sức nhân cơ hội chiếm lợi. Dần thiếu nói như thế có đạo lý. Nếu đã trốn được chỉ có thể đấu một trận với nó, cũng không thể chết hèn hạ được. Huống hồ gì long hồn này là bảo bối bất thế,
Nếu như có thể có được thì chuyến đi này đúng là không uổng công rồi. Thu hoạch Long Hồ, gấp bão sang. Tàu Á Tinh này chắc chắn là một trong những người có thực lực mạnh nhất. Khi tức quỷ dị trên người hắn lại mang tới cho mình một loại cảm giác kiên kỳ. Vận của Chí Tôn, tập 2, 64. Tàu Á Tinh này chắc chắn là một trong những người có thực lực mạnh nhất. Nhưng mà khi tức quỷ dị trên người hắn lại mang tới cho mình một loại cảm giác kiên kỳ. Cái gì xảy ra vậy? Chuyện gì với con yêu lông này vậy? Vậy mà lại hóa thành kiếm khí. Kiếm huyết trảm yêu, quả nhiên là trảm yêu kiếm huyết của cổ phi dương đại nhân. Không ngờ yêu lông này lại có thể dựa vào linh hồn thể thi triển ra kiếm chiêu của mình thế này. Mọi người cẩn thận, chiến hạm này sắp xong đời rồi. Khôn kiếp chỉ là dao động của kiếm hoàng, vậy mà lại có uy lực như thế này, con đánh thế nào nữa đi? Lúc trước lại nghi yêu lông này, nói là lúc trước vân luồng ở trong đại điện dưỡng thường, không ngờ đã khôi phục tới 7-8 phần thực lực so với nào đó. Mọi người đừng có nản lòng, nếu như mà một trận chiến dụng khí cũng không có, vậy thì thực sự là hoàn toàn xong rồi. Bây giờ bị hạ triệt để thì cũng không nhiều cho lắm. Mọi người cùng nhau liều mạng, còn một con đường sống. Chưa tuyệt, chết ở đây thì bảo ta cam thâm thế nào đây? Ta là người sẽ thống nhất thương minh trong tương lai. Đừng có phụ trường thành thế tìm vô địch. Thống nhất thương hội sẽ là thúy lạc yên ta. Lũ nhân loại khốn kiếp này, chỉ là pháp tắc không gian cấp thấp mà cũng muốn trói buộc bốn tỏa. Đột mẫu, máu là tình nguyện của người. Công pháp đốt máu bình thường đều cực kỳ độc ác bá đạo. Cái gì? Đây là độc tính gì vậy? Lại có thể ăn mòn được linh hồn thể. Yêu lòng đã bị thương nặng rồi. Quỳ hậu thiên kính của ta. Lý Dân Tiêu, ngươi đang làm cái gì vậy? Ôi, bỏ bọn ta thì không sợ hãi, còn ngươi thì đứng đó nhịn. À xin lỗi, chi thức của các vị mạnh quá. Ơ à, nên ta trong giây lát ngay ra mà thôi. Đã đến lúc này rồi, mà coi còn giấu u diếm thì chưa đúng là đã hắn chết. Nếu như người gồm trà tì thì bọn ta cũng không đánh, mọi người cùng nhau chết. À chà, gây nên phấn nộ rồi. À đây rồi, nếu các vị nói đúng, thơm một chút lửa cho người. Chết tiệt, cố phi dù. À trời, may mà từ ngang lửa cách âm thanh ở bên trong. Đây là cấu dài trận pháp. Lúc trước con từng muốn uy hiếp Lý Văn Tiêu, nhưng thật đúng là tự tìm đường chết. Một tan trận mà thôi. Ý đại giới thần quyết. Hai người các người, con muốn chuẩn bị bao lâu nữa? À được rồi, lại là cái thanh kiếm này. Có sức mạnh kỳ dị, lâu trước liệu thù ở trên đan điện kia, quả nhiên là đã bắt đầu dù tẩu bên trong kinh mạch, trực tiếp hóa ra thần quyết. Chẳng lẽ có sức mạnh này nhất định là phải thi triển thần quyết thì mới có thể sử dụng được không? Hả? Thần dịch vật? Quả nhiên là thần dịch vật mà. Sao người lại có thể có được thần dịch lực này? Khốn kiếp. Chạy rồi á? Tại sao Lý Văn Tiêu vừa ra tay thì yêu long kia ngay lập tức lại dậy trốn? Thần dịch lực sao? Thân phận truyền đời đạp, sao cái tên này đã dọa con rồng chạy mất rồi? À không tệ nha, là thanh kiếm tú. Cái gì? Kiếm tới đi. Ta mượn dùng một chút. Liên kết tinh thần giữa bồn tà và kiếm, vậy mà lại bị hắn dễ dàng cắt đứt. Thân thức truyền kiếm cũng trực tiếp bị xóa bỏ luôn rồi. Đây là cái thủ đoạn tùy ý xóa bỏ thần thức của người khác rồi, lại binh khí của người ta như vậy. Lòng nghiêng, chỉ có thần thức mạnh đến mức niên áp thì mới có thể làm được thôi.
Vậy mà lại là Lão Nguyên, tinh hoa của rùng, tạo hóa nhất khí hấp thụ cho ta. Hả? Một chiêu bạc mạng nhiều lòng dung lúc đào tẩu, vậy mà lại tạo ra nhiều Lão Nguyên như vậy, đúng là đồ tốt. Hả? Lý Dân Tiêu, ta giết chết ngươi. Trời ơi, Lão Nguyên của ta. Tẩu, tẩu. Đã ta đã nhắc nhở, nếu như không thì ta chưa phát hiện ra đây là Lão Nguyên, chỉ chút nữa là lãng phí hết rồi. Ta có chuyện chuồn trước đây. Lý Dân Tiêu, ngươi để đi cho ta. Lý Dân Tiêu đó rốt cuộc là làm sao thế? Hắn mạnh tới mức nào, vừa ra tay đã khiến cho yêu long hồn chạy trốn. Ngươi từng giờ đầu vì hắn, tự lực của hắn thế nào? Sâu, không thể lường. Chí thì ta không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước mình vô lợi vì Lý Dân Tiêu như thế, may mà hắn không có sợ đồ. Chúng ta làm sao đây, có đuổi theo không? Đuổi theo rồi tìm chết à? Yêu long kia cũng thế, Lý Dân Tiêu cũng thế. Ngươi đánh bại được ai? Chỉ bạn có tùy tiện tìm một nơi nào đó linh ký hóa dịch rồi tiếp luyện cho xong dịch rồi. Tổ hợp ba người đau khổ mất hiền khí. Tu di thần cung. Ra đi yêu long. Dù sao thì cũng coi như là quen biết. Hai bên hợp tác với nhau không phải là rất tốt hay sao? Tốt, tốt cái mùi mũi nhà người ấy. Có lâu tử là kiếm linh, cũng chỉ có là kẻ thiền sát nhiều người mới có thể làm ra được thôi. Nói như còn e ta thì lão quý tớ đồng quý vô tận với người. Lần này nếu như ta có thể khôi phục lại thực lực đỉnh cao thì ta vô cùng chắc chắn có thể đột phá được thập phương thần cảnh kia. Đi lúc đó thì ta tạo ra một cơ thể thật cho người thì có gì khó đâu chứ. Ngươi làm kiếm định của ta cũng chỉ là một khoảng thời gian vô cùng ngắn mà thôi. Sao trên người ngươi lại có được thần dịch lực? Ta cũng không biết, đột nhiên có thôi. Ngươi biết nguồn sức mạnh này? Ở nơi có được thần dịch lực thì ngươi có nhìn thấy một thanh kiếm nhỏ màu vàng không? Kiếm nhỏ màu vàng? Ngươi nói là cái này sao? Hả? Lý nào là ý trời? Nếu như tất cả thực sự là ý trời thì muốn ta làm kiếm linh của ngươi cũng được. Nhưng mà ít nhất thì phải tìm một thanh kiếm tốt mới được. Thanh kiếm trong tay của ngươi mặc dù là cổ dài nhưng vẫn kém xa so với trăm nhiều năm đó. Thanh kiếm này thực ra là rất tốt, có điều là bị tàn khuyết thôi. Đến khi thực lực của ta đủ mạnh thì rồi lại chuyển luyện chế nó một phen. Sẽ không ý thức người đâu. Nào, mau bay vào bát đi nào. Người ta bị tự do nhé. Đừng có lộ ra cái biểu cảm sống chết như thế chứ. Không bao lâu nữa là ta có thể quay lại về đó đến cơ của võ đế rồi. Nên lúc đó sẽ trả lại tự do cho ngươi. Lâu bằng hữu, ngươi quay về ta rất là vui mừng. Hy vọng là như thế. Đây là cái gì vậy? Còn nữa, thần dịch lực là cái gì? Thanh kiếm nhỏ này là chìa khóa mở ra tu di thần cung. Mà thần địch lực là sức mạnh cũng chỉ có cường giả thập phương thần cảnh mới có được mà thôi. Nhưng mà con đường này là bọn họ đi không còn là võ đạo nữa, mà là thần đạo. Sao người lại thấy đổi hình dạng rồi? Sao lại không mặc áo? Sao có cái cảm giác eo lạ thế? Dù sao ta cũng là hình chiếu trong đầu của người. Lão tử muốn thế nào thì làm thế đi. Cái gì thần đạo á? Phản ứng cũng chậm quá rồi đấy. Trong âm thầm ở bên bờ kia của võ đạo vô tận thì dường như có một cánh cửa lớn đang từ từ mở ra cho mình. Trên võ đạo cũng có thần đạo. Bây giờ tu di thần cùng cũng đã vỡ tan rồi. Thanh kiếm nhỏ này rốt cuộc là có tác dụng gì đây? Đó chỉ là ánh người của thần cùng mà thôi. Muốn biết thì ta chẳng qua chỉ là long linh canh giữ mà thôi. Ánh người coi. Ngươi không ngại thì dùng thần thức nhìn phía dưới xem. Biên linh khí vậy mà lại sâu tới như vậy. Thần thức ở phía dưới sâu nghìn dặm, một sức mạnh chặn lại rồi, không thể tiến thêm một bậc nào nữa đâu. Chính là kỳ đấy. Thần điện tù gì thật sự là chưa từng vào, trong đó chắc hẳn là có cơ duyên rất lớn. Hai người vào bên trong giới thần bi của ta. Thần điện tù gì này vô cùng quỷ dị, ta sợ là không chiếu cố được hai người. Cái gì? Giới thần bi có thể? Một lát nữa thì sẽ nói cho người.
Nước biển này là do linh khí hóa dịch mà thành, mà linh khí thấm vào từng lỗ chân lông, được kinh mạch điên cuồng hấp thụ đúng là dễ chịu, không nói lên lời. Càng giáo ấp bức của đại điện này thật mạnh, may mà lại có thể dùng được tinh thần quyết chống lại sức mạnh này. Yêu lòng tu di sơn, cái này rốt cuộc là sao đây? Báo điện trung tâm là do ai tạo ra? Ai sao ta biết được? Mà trên lần tiêu báo điện lại có một cái lỗ nhỏ màu vàng, người cấm cái thanh kiếm nhỏ vào lại có thể đi vào trong. Tình huống bên trong thì ta cũng không rõ, có thể là cơ duyên, cũng có thể là mộ phần không chắc được. Người quen biết ta cũng không phải là một ngày hai. Mà trên thiên vĩ đại lục này có nơi nguy hiểm nào mà ta chưa từng tới chưa? Không có gì phải sợ. Tập 26.